chạy gì đâu mà hai hàng đậu một cái bích trên luôn, cấp cứu cho đi không được luôn. Rồi vô rồi. Quá trời kẹt cứng các bạn ơi, đâu nãy giờ đâu cả cây số rồi. Hơn cái cây đây dài lên bến đò Bắc Lân Cù á, đường này là đi về trên Bắc Lân Cù ha, hướng ngược lại xuống Long Xuyên. Không biết hôm nay hôm nay ai đi chùa với Bình Luận đó nha mọi người. Hôm nay mấy anh em đi chùa gì đâu mà giữ thằng như không biết. Trời ơi chết anh, quá đông rồi. Ngoài sao kìa kìa kìa, ngoài sao chạy tới kìa, qua được kìa, một dãy luôn á, chiếc đâu. Rồi tới mình đi nè, đuổi rồi anh công an quá, đuổi rồi giải tán đám đông. Cảm ơn chú công an nhiều. Chưa đâu, chưa hết đâu kìa, đó ngoài sao đi hai dãy kìa. Hôm nay nó vô hết rồi kìa, quá cứng rồi. Hết là đông à. Ở đây là đứng cứng ngắc luôn rồi nè. Ở đây là mấy anh này, là mấy anh này hết vô được luôn rồi nè. Mấy anh này chen dữ lắm rồi nè. Vậy anh dữ lắm rồi. Hết là xa dữ lắm, xa luôn á các bạn ơi. Nãy đằng kia còn dữ dằn nữa. Mà giữ thằng như ta. Đường này dài bến Bà Lăng Cù. Bà Lăng Cù để mà ngay gần tháng Giêng hả? Hết ra còn xa lắm. Giữ chằng vậy chứ. Hên đã rồi đó. Rồi rớt mẹ luôn rồi. Vô đâu tới nữa rồi kìa. Tới nữa rồi. Thấy cái thấy cái mùi là chuẩn bị kẹt tiếp rồi. Đây 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 đây. Rồi rồi. Bắt cà đông lắm, đông. Bà con chú ý nha, ai đi tuyến đường này né né ra bà con ơi. Kẹt này chắc cỡ là 3 tiếng đồng hồ luôn á. Dài dữ lắm dài. Đường hướng cái tiếng Long Xuyên lên Châu Đốc nha. Quá trời đông rồi. Còn lắm, nhiều lắm. Quá trời nhiều rồi. Hết là hai chiếc này sát đít luôn kìa. Thôi rồi. Ghê vậy trời. Rồi 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 rồi, làm sao để qua đây. Chui. Kìa. Chưa có hết đâu. Hết cái gì vậy? Chưa. Nè mình tới đây còn nữa nè. Ủa mà sao cái tiếng này đi xuống dưới Long Xuyên mà kẹt phài gì ta? Đâu có kẹt đường đâu mà sao lại kẹt ta? Đây đâu có qua đò, đâu có đợi đò đâu các bạn. Có đợi đò ở trên này là đợi Bắc Lân Cù, là cái đường mình đang chạy lên nè. Không kẹt thôi mà sao cái đường đi xuống dưới Long Xuyên kẹt dữ vậy ta. Kìa, đậu kìa. Đi bảy núi hả? Đi bảy núi. Đi trên bảy núi vậy hả? Ừ, ừ. Bảy núi mình đi lên trên mình nè. Mình đó. Ừ, chắc mấy anh em này đang ở trên núi Cấm đi dời nè, bị kẹt xe nè. 51 biển số, 51 biển số tỉnh khác nhiều lắm nha. Đa số là Sài Gòn rồi các bạn, Sài Gòn Cần Thơ quá rồi. Bất ra nãy giờ đâu cả ngàn chiếc hết rồi. Mấy anh em nào mà đi tiếng ở trên Châu Đốc về Long Xuyên thôi, kiếm đường khác đi nha. À, kiếm đường nào về trời. Kiếm đường nào vậy? Thôi đi trực thăng đi các bạn ơi. Cái này thua rồi. Trời ơi. Quá trời, coi anh em nào thích chiếc nào đó lấy đi nha. Trời ơi.
ơi trời nè, quá dữ lắm rồi. Có mấy anh này là anh lịch sự nè, anh không có chen qua bên cái len ở bên đây nè. Nãy dưới mấy chỗ kia có mấy anh kia anh chen vô trong qua đắng len qua bên đây bị mấy anh giao thông chữ quá trời luôn. Hết trà gần thấy kia hai thử. À vậy là chắc có lẽ là người ta đi chơi gần ngày hôm qua bữa nay về á. Hôm nay bắt đầu trời nè, quá đông rồi. Để chạy thử coi là tới chừng nào mới hết nha. Đây có này anh này chơi ngu rồi nè, anh này chơi ngu rồi nè. Rồi anh lắng qua đây là anh hết vô được luôn rồi đó, không còn chỗ nào để mà chen qua bên kia lại được đâu. Như là hết rồi, chắc hết rồi. Mà sao nó bớt nhiều lắm rồi. Kẹt dữ lắm, kẹt rồi. Nãy giờ chắc cỡ là 2 cây số có đó các bạn. Có đâu 51 nhiều ha. Ừ, 51 nhiều, Sài Gòn nhiều lắm. Rồi, ở đây là hết rồi. Rồi, anh này nữa rồi, tới này nữa rồi, anh này nữa. Hai anh đó là xong rồi. Quá trời xe. Đổ tới này là đổ về nhắc luôn rồi. Rồi hết rồi các bạn ơi, anh em nào có đi đường Châu Đốc và Long Xuyên chú ý nha, đổi địa điểm nha.